Hôm nay thì mình sẽ review cho bạn bộ tai nghe chơi game Plextone G30 Gow Gun Shoot size C với Go có hệ tháo rời chơi các tựa game đấu súng sinh tồn như là PUBG, Free Fire, Fortnite nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay thì mình sẽ review cho bạn về bộ sản phẩm tai nghe chơi game Plextone G30 Gow Gun Shoot size C với Go có hệ tháo rời chơi game PUBG nha các bạn. Thì đây là cái hộp sản phẩm, các bạn có thể nhìn ở đây nó được bảo vệ khá là chắc chắn với vỏ hộp rất là đẹp nha các bạn. Ở đây sẽ có mã QR cho có những cái thông tin liên hệ, còn đây là những cái hình ảnh tai nghe, còn đây là tên nha các bạn. Ở đằng sau nó là những cái phần hướng dẫn của những cái nút cơ bản, ở đây là những cái thông tin xuất xứ bảo hành nha các bạn, và bên đây thì nó có một cái hình ảnh chơi game nha các bạn. Đây là giới thiệu chi tiết về cái tai nghe, còn đây là mặt trước của nó nha các bạn. Ở dưới này là tên sản phẩm, ở đây là hình tai nghe, còn ở đây là cái logo Plextone nha các bạn. Ok, bây giờ thì mình sẽ tháo nó ra để review cho các bạn xem nha các bạn. Đây là bộ tai nghe chơi game Plextone G30 Gow Gun Shoot IC với Go có hệ tháo rời chơi game PUBG, Free Fire nhân dân. Thì link đặt mua hàng này mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn có thể vào đó để đặt mua. Ok, giờ mình sẽ tháo ra. Đây các bạn, mình sẽ tháo ra. Ok, thì giờ thì mình sẽ tháo cái này ra nha các bạn. Đây, bên trong sẽ bao gồm hai cái, một cái là tai nghe đây nha các bạn. Còn đây là một cái túi đựng những cái dụng cụ khác. Giờ mình sẽ review cho các bạn về túi đựng trước. Còn tai nghe thì cái phần hay nhất thì mình sẽ để phía sau nha các bạn. Đầu tiên là túi đựng này, túi đựng này ra các bạn. Đây không còn gì nữa. Trong đây là túi đựng. Đây các bạn, một cái túi khá là xinh xắn và được thiết kế đậy chặt rất là chặt. Giờ mình sẽ tháo ra. Thì đây là toàn cảnh ở trong nha các bạn, túi đựng rất là hoạt. Nó sẽ bao gồm những cái phụ kiện đây các bạn, những cái phụ kiện của tai nghe, một cái nút bịch, cái micro để cho nó giảm tần suất, giảm cái hơi thở của mình các bạn, cho nó micro mình nó được âm thanh nó được mịn hơn. Còn là cái phiếu mua hàng được giảm giá và cái sổ hướng dẫn của tai nghe Plextone G30 này đây nha các bạn, Plextone G30. Và đây là cái túi nha các bạn, thấy ở đây có cái túi, có cái chỗ đựng rất là tiện lợi, và các bạn có thể cất những cái bảo quản nhỏ như thế này nha các bạn. Những cái dụng cụ nhỏ này các bạn chỉ cần bỏ vào và đậy lại đây nha các bạn, trông rất là tiện lợi. Ok, có sản phẩm thứ hai thì đó chính là cái tai nghe nha các bạn. Thì đây là cái sản phẩm chính của mình, cái tai nghe Plextone G30 này. Ok, giờ mình sẽ lấy ra. Đây, trong đây hết rồi bạn. Đây nha các bạn, cái sản phẩm tai nghe. Đây là cái tai nghe các bạn. Nhưng mà thấy ở đây có rất là nhiều cái chi tiết. Đây là cái miếng cao su nha các bạn, rất là mềm luôn. Còn đây là nút đệm tai. Và sợi dây thì cực kỳ dài luôn nha các bạn. Nhưng mà thấy đây, đây có một tá sợi dây đang buộc đây nha các bạn. Còn đây là USB 2C nha các bạn. Tại vì cái này có cái micro đây nữa nên là phải sử dụng 2C thì mới có thể sử dụng được nha các bạn. 2C thì nó sẽ có nhiều cái ưu điểm hơn. Ok, giờ mình sẽ tháo cái sợi dây ra để xem các bạn dài có bao nhiêu mét nha các bạn. Đây các bạn, cực kỳ dài luôn nha các bạn. Đây, cực kỳ dài luôn. Còn đây là cái nút điều khiển nha các bạn. Có nút lớn, nút nhỏ, nút ngang, nút rọi. Ở bên đây là hai cái nút nữa nha các bạn. Một cái là nút game, một cái là nút ly. Tiếp đến là cái tai nghe. Ok, giờ đây là cái tai nghe các bạn. Tại đây đeo giờ rất là thoải mái. Và có micro nha các bạn, nút điện tai thì khá im. Ok, giờ mình sẽ lấy những cái phụ kiện khác của cái tai nghe này vào, lắp những cái phụ kiện khác nha các bạn. Đây là cái miếng mút để gắn vào cái tai nghe này, các bạn chỉ cần gắn vào đây. Đây nha các bạn, gắn vào trông rất là im. Tiếp đến là những cái dụng cụ khác của cái tai nghe. Đầu tiên là cái kẹp nha các bạn, các bạn có thể dùng để kẹp, để kẹp như thế này, kẹp bên áo nha các bạn, kẹp bên áo để cho tai nghe này có thể dễ dẫn hơn. Thì các bạn cứ gắn vào đây nha các bạn, hoặc là gắn vào chỗ nào tùy ý các bạn muốn kẹp đâu các bạn cứ gắn vào đây các bạn, gắn vào và kẹp bên áo các bạn, nó sẽ dính chặt. Tốt, cái những cái dụng cụ thứ hai là những cái miếng nút điện ta nha các bạn. Đây các bạn sẽ có rất là nhiều cái nút điện tay. Đây là nút điện tay nha các bạn. Đây là nút điện tay lớn. Nó rất là mềm nha các bạn. Thì để nút điện tay thì các bạn chỉ cần tháo ra được các bạn. Tháo cái này ra các bạn. Đây các bạn, tháo ra. Và sau đó các bạn tiến hành nhấn vào các bạn. Đây các bạn chỉ cần đưa và gắn vào. Đây các bạn, gắn vào thành công. Thì cái nút này các bạn thấy là nó sẽ có từng cái hàng, nhưng mà các bạn tin một cái dấu nhưng mà nó sẽ rất nhanh chóng, nó sẽ trở về trạng thái ban đầu các bạn. Đây các bạn. Nó rất là sạch nha các bạn, mình sẽ ép chắc rất là chóng trở về hai ban đầu. Bây giờ mình sẽ gắn lại cái cũ nha các bạn, bạn chỉ cần gắn vào là được. Nó rất là dễ dàng để tháo lắp và gắn cho các bạn thích, cho thích muốn lắp sao lắp. Còn cái này đó nha bạn, cái này thì bạn chỉ cần tháo ra vậy là được. Sau đó thì các bạn tiến hành lắp cái cũ vô. Đây các bạn chỉ cần lắp vào là được. Về phần lắp cái này nha các bạn, lắp vào đây thì các bạn lưu ý ở đây là có một cái mấu ở đây nha các bạn, đây các bạn, và ở trong đây sẽ có thêm một cái mấu chốt ở đây các bạn. Các bạn ở ngoài các bạn để ý kỹ, ở đây có một cái chốt các bạn, phải lắp đúng vào thì nó mới có thể khớp được nha các bạn, không thôi nó sẽ không khớp. Thì một cái ưu điểm thứ hai của cái tai nghe này các bạn thấy thì cái dây hai tai nghe này các bạn không xài thì nó rất là còn có thể nó bị rối nữa nha các bạn. Nhưng mà trong chiếc tai nghe này nó sẽ có một tặng kèm một cái chốt như thế này nha các bạn, để cho bạn có thể duỗi thẳng cái này đi, duỗi thẳng như thế này nha các bạn, là các bạn đảm bảo sẽ không bị rối nữa. Cái thì sau khi các bạn gắn vào như thế này thì các bạn chỉ cần đẩy nó vào như thế này nha các bạn, là nó sẽ dính chặt cho các bạn, bảo đảm là nó sẽ không bị rối nha các bạn. Nếu như các bạn xếp lại vậy thì sẽ không bị rối đối với tai nghe này nha các bạn. Thì đối với cái chui USB này các bạn chỉ cần cắm vào cái điện thoại, cái chui sạc pin của bạn là nó sẽ tự động kích hoạt nha các bạn. Thì các bạn đây là hai USB của chiếc điện thoại mình, đồng thời cũng là cái chui cắm sạc. Thì các bạn tiến hành cắm nó vào. Thì nó có để chữ là phát âm thanh qua USB, thì các bạn tiến hành nhấn vào thiết lập nó nha các bạn, và các bạn cứ thiết lập như bình thường, là như vậy là nó sẽ thành công nha các bạn. Các bạn có thể nói được bình thường và nó sẽ nghe. Và ở đây thì nó sẽ có hình chớp đèn đây nha các bạn, đây các bạn, chớp đèn. Nếu bạn chọn camera lên đây thì các bạn nhấn vào nó sẽ chớp đèn bên đây. Còn đây là nút tăng, đây là nút giảm. Còn nút giữa là nút nghe điện thoại nha các bạn. Ok, thì đây là cái tai nghe Plextone G30 Gow Gun Shoot với Go có thể tháo rời nha các bạn. Đây, mình sẽ tháo rời cái mic Go ra. Đây các bạn phải tháo rời nó bằng cách đẩy ra và đẩy vào. Đây nha các bạn, rất là tiện dụng đối với cái micro này. Thì cái phiên bản tai nghe Plextone G30 GOW là tai nghe PUBG siêu cấp chuyên nghiệp nha các bạn. Các bạn có thể nhấn nút trò chơi, tức là nút game trên điều khiển từ xa để kích hoạt hiệu ứng âm thanh của tiếng bước chân. Tiếng bước chân sẽ to hơn tiếng súng nha bạn. Có thể phân biệt rõ tiếng bước chân trên các thiết bị cũng như chất liệu khác nhau như là cỏ, sàn gỗ, cách xa hàng chục mét. Đó là hữu ích cho việc nghe âm thanh của những cái tựa game đấu súng sinh tồn như là PUBG, Free Fire hay Fortnite các bạn. Ngoài ra thì cái tai nghe này cũng đã thêm cái chức năng là nút ly, tức là cái nút trực tiếp đó các bạn, để tắt micro ngay lập tức. Micro rồi có chiều dài là 13 cm, tiếng micro vô cùng rõ ràng và không tiếng vang. Kèm theo đó là không tập âm, nó là không cần phải lo to hay là hét lên, và nó giọng trầm vẫn có thể nghe được nha bạn. Đặc biệt hơn là những chiếc loa V2 như thế này là mạ Titan các bạn, mạ Titan thế hệ mới. Đường kính màn lo là 10 mm, giải tần đáp ứng là 20 Hz đến 2000 Hz, độ phân giải vô cùng tuyệt vời. Chỉ cần các bạn cắm tai nghe vào thì đối thủ bạn, cách bước chân của bạn là 50 m là đủ để cảm nhận rõ ràng âm thanh của nó. Chất lượng âm thanh thì lại vô cùng rõ ràng và đáng kinh ngạc. Kèm đó là hiệu ứng âm trầm được điều chỉnh chuyên nghiệp cho phép bạn người chơi đảm bảo trải nghiệm âm thanh chơi game chính xác. Các bạn có thể cắm micro kép nữa nha các bạn, và tích hợp micro hiệu suất cao cộng với bùng nổ micro cắm. Và micro sẽ dài tới 13 cm, rõ ràng và không có tiếng vọng, không có tạp âm. Lưu ý là phiên bản tai nghe Plextone G30 ROW này là cổng 2C các bạn. Các bạn là cổng 2C. Và điện thoại di động cần hỗ trợ chức năng truyền OTG và hiệu ứng âm thanh nâng cao bước chân không tương thích với điện thoại di động Apple và điện thoại di động giao diện 3,5 mm phòng tí. Khi các bạn mua về thì các bạn nhớ kiểm tra đầy đủ. Thứ nhất là chiếc tai nghe, lo tai nghe 10 mm, lo tai nghe tần số tai phù hợp là 20 đến 20.000 Hz. Trở kháng của tai nghe là 16 ohm, độ nhạy tai nghe là 105 dB, và nhét cắm tai nghe là 2C, và chiều dài cáp dây là 1,2 m nha bạn, nó cực kỳ dài. Và micro sẽ là hướng tất cả các hướng. Và độ nhạy của micro là 4 âm 45 dB, giải tần số micro phù hợp là 100 tới 10 kHz, và trở kháng micro là 2V2 tới 2k ohm. Thì trong giỏ hàng của các bạn thì nó sẽ gồm tai nghe trò chơi trực tiếp ROW G30, một vỏ xốp bọc micro, một cái hướng dẫn sử dụng. Cái thì đó là review chi tiết về chiếc tai nghe chơi game Plextone G30 Gow Gun Shoot 2C với micro có thể tháo gỡ, chơi được tất cả các loại game và phù hợp với bạn chơi những cái trò game đấu súng sinh tồn như là PUBG, Free Fire hay là Fortnite nha các bạn. Thì link mua hàng mình sẽ để vào mô tả, các bạn có thể nhấn vào để mua nha các bạn. Thì giá cả thì có cái video này thì cũng vô cùng rẻ thôi các bạn. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn mua về và trải nghiệm vui vẻ, chơi game vui vẻ. Đừng quên like, share và subscribe kênh để ủng hộ nha. Còn giờ xin chào và